Rồi, để làm được câu này thì bước 1 mình phải nhớ công thức diện tích của tam giác đều. Diện tích tam giác đều bằng gì? Rồi, cảm ơn em. Đây, S tam giác đều. Đồng đều đúng không? Nó sẽ bằng là cạnh mũ 2. Cạnh mũ 2 nhân bao nhiêu? Căn 3 chia mấy? Chia 4. Đúng không? Vậy giờ mình sẽ tính diện tích đáy này trước và thay số vào, cạnh của nó bằng bao nhiêu được em? 5. Vậy tức là nó sẽ bằng 25 nhân căn 3 chia mấy? Chia 4. Đúng không? Vậy là V của nó sẽ bằng công thức là 1 phần 3 S nhân gì? Nhân H. S là bao nhiêu? Đây là bao nhiêu rồi? 1 phần 3 nhân với bao nhiêu? Nhân với 25 căn 3 chia mấy? Chia 4. Rồi nhân H, H ở đây bao nhiêu? 4. Và kết quả nó ra là 25 căn mấy? Căn 3 trên gì? Trên 3. Đơn vị là cm vuông là mũ 2. Rồi chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu 2, hình chóp có thể tích bằng 50 mét sau 50 cm khối, chiều cao là 6, độ dài cạnh đáy. Bây giờ mình có này. Ta có cái gì? Ta có cái gì các em? V sẽ bằng 1 phần 3 S nhân gì? Nhân H. Vậy là từ đó suy ra H sẽ bằng cái gì các em? 3V chia gì? S. Đúng không? Đúng nhờ? 3V chia S. Hay là bây giờ mình muốn tính S thì là mình... Sorry, mình tính S đúng không? Mình tính S thì mình làm ngược lại. S bằng gì? S bằng 3V chia gì? Chia H. Rồi thay số. 3 nhân với 50 chia mấy này? Bằng bao nhiêu vậy? Bấm máy dùng cái. Bao nhiêu? Bằng 25 đúng không? Cm vuông. Vậy là được chưa? Và bây giờ đến đây, đây là mình sẽ tính cạnh đáy thôi đúng không? Rồi em ghi độ dài cạnh đáy. Độ dài cạnh đáy của hình chóp. Muốn tính cạnh đáy em nhớ này, diện tích hình vuông bằng gì các em? Cạnh nhân cạnh đúng không? Vậy muốn tính cạnh đáy là chúng ta bằng bao nhiêu? Căn của bao nhiêu? Căn của 25, kết quả bằng mấy? 5 cm. Rồi quay đáp án đúng đáp án gì? B. Rồi câu số 3 các em. Câu số 3. Rồi bây giờ tất cả các bạn vẽ hình đi. Rồi cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC. Rồi, IK lần lượt là trung điểm của AB và AC. A, B, C, I, K. Rồi các bạn, sau khi ký hiệu xong các bạn thấy này. Cho biết BC bằng 8 cm. Ta có IK bằng bao nhiêu? Bây giờ mình lý luận đúng không? Tam giác ABC có I là trung điểm đằng nào em? Trung điểm AB. K là trung điểm nào? K trung điểm AC. Vậy từ đó suy ra IK là đường gì? IK là đường trung bình của tam giác nào? Của tam giác ABC đúng không? Vậy đó là đường trung bình thì suy ra IK như nào với BC?
1 phần 2 VC học rồi. 3 bằng 8 chia 2 bằng mấy? 4 cm. Rồi, đáp án đúng. À, chọn câu đúng nhất. Câu nào đúng? Câu này 100% đáp án gì? Rồi câu số 6, tha chuyển hạng thức này, đáp án gì? Rồi 100% là câu B. B. Câu 7, trong biểu thức nào không phải đơn thức, đáp án gì? Rồi câu B, chính xác. Rồi chấm đi. Rồi câu 8, giá trị của đa thức này thay vào. 2 nhân 1 trừ 3 nhân 2 bằng bao nhiêu? Tầm 4 đề. Xong nhé. Rồi kết quả của phép nhân này là bán gì? 3 nhân 2 là 6. X bình nhân x bình là x mũ 4. Rồi y nhân y mũ 2 là y mũ 3. Đề chốt. Kết quả phép chia C. Rồi câu 11 đáp án gì? B. Rồi câu câu 12 B. 30. Mình đoán câu A nhân tử chung là bao nhiêu? 12 x mũ mấy? Vậy thì thành này tách thành bao nhiêu? Nhân 3 gì? Trừ đi 12 x y bình nhân gì? Nhân x thôi chứ, nhân y sao được, đúng không? Rồi giống nhau cái gì? 12 x y bên trong, 3 y trừ gì? 3 x y bình. Bài này là kỹ thuật nhóm đúng không? Là nhóm này A bình x cộng với A bình y một cặp trừ đi mở ngoặc 7x cộng 7 gì? Các bạn lưu ý này, ở đây khi trừ đặt trước ngoặc dấu trừ là phải đổi dấu số này trong ngoặc. Rồi nhóm này chung nhau A bình đặt ra bên trong còn x cộng gì? Nhóm này chung nhau số 7 đặt ra bên trong còn x cộng y. Rồi đặt giống nhau cái gì? X cộng y mình đặt thêm ra. Và bây giờ nhân với A mình trừ mấy? Rồi A mình trừ 7 còn phân tích tiếp được. Đó là A trừ căn gì? Nhân A cộng căn 7. Cái này thì nói chưa? Bây giờ để làm câu A trước nha, rút gọn biểu thức. Em thấy này, câu A được ghép bởi 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất, các bạn thấy này, đấy là kỹ thuật quy tắc nào? Nhân đơn với gì? Đơn với đa. Quy tắc thứ hai, chia đa cho đơn đúng không? Quy tắc thứ ba, vẫn là nhân đơn với đa. Bây giờ chúng ta lần lượt xử lý từng thằng. Và bây giờ này, x nhân với này là 2x mũ mấy? X nhân 5 là trừ gì? Trừ 5x. Cộng với, đấy chia nhá. Đấy này chia này này, âm 6 chia âm 3 được bao nhiêu? Được 2. X bình chia x còn gì? Còn x. 3 chia âm 3 còn trừ 1. X chia x hết, trừ đi mở ngoặc ra, 2x cộng mấy? Cộng 6. Đóng ngoặc vào, thu gọn 2x bình. Thu gọn 2 này luôn nhá. Âm 5 với này là trừ 3x trừ 1 trừ đi 2x trừ 6. Rồi đến đây mình thu gọn x bình, 2x bình còn nguyên. Trừ 3 trừ đi 2 là trừ 5x trừ 7. Chốt. Câu B các bạn thấy này, 5 cộng x, 5 trừ x. Đây là hạng thức số mấy? Đảo lại này, này x cộng gì? Nhân x trừ gì? Trừ đi, khai triển thức này ra luôn. 9x mũ 2 trừ 6x cộng mấy?
cộng 1. Rồi, cái này khai triển ra nó thành x bình trừ bao nhiêu? Trừ 25 thành x bình cộng 6x trừ 1. Rồi, x bình trừ đi 9x bình còn trừ 8x bình cộng 6x và trừ 26. Ngoài các bạn không sử dụng bằng học thức mà các bạn dùng đa nhân đa vẫn được nhé. Đều đúng nha. Mái che của một ngôi nhà có hình chóp tứ giác đều. A biết mái che có độ dài cạnh đáy là 2,1, độ dài đường cao. Độ dài đường cao là khoảng 3 mét, tính thể tích. Rồi có tính nổi không? Rồi tính thể tích thôi. Câu A. Rồi V bằng bao nhiêu? 1/3 S nhân gì? Nhân áp 1/3, đáy là cạnh của nó là 2,1 mũ gì nhân với 3, bấm máy dùng thầy coi đi bao nhiêu. 4,741 mét khối. Rồi câu B. Rồi câu 2. Diện tích mái che là 36,5 mét vuông. Để trang trí mái che người ta dùng viên gạch có diện tích là 50 dm mét vuông. Bây giờ tính số viên gạch đúng không? À, bây giờ đổi 50 dm mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông? 0,5 mét gì? Mét vuông đúng không? Chia cho 100 đúng chưa? Rồi à, bây giờ tính số viên gạch này. Số viên gạch cần dùng để lát kín kín mái che là à, mình lấy bao nhiêu? 36,5 chia cho bao nhiêu? Rồi đọc kết quả đi. 73 viên. Ngon. Cho tam giác ABC nhọn được cao AH. Nhọn này ABC. Rồi đường cao AH, dựng AH vuông góc BC. Rồi dựng vuông góc. Các bạn đừng vẽ tam giác đặc biệt nhé, không vẽ cân, không vẽ đều, không vẽ vuông. Rồi xét tam giác A HC có góc H bằng bao nhiêu độ? Rồi theo định lý Pythagore ta có rồi mình nghĩ ta coi có như sau này. AC bình phương sẽ bằng AH bình phương cộng HC bình phương đúng không? Và tức là mình muốn tính AH bình phương sẽ bằng AC bình trừ đi bao nhiêu? Trừ đi HC bình và bằng 10 bình trừ đi 8 bình bằng bao nhiêu đây? Bằng 36 đúng không? Vậy là suy ra AH bằng bao nhiêu? 6 cm. Đó. Rồi tiếp này, tia phân giác của góc B. Vẽ tia phân giác của góc B này. Tia phân giác nha các em. Tia phân giác là chia góc thành hai phần bằng nhau.
Rồi cắt AC tại M, điểm này điểm M này. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc EAH. Vuông góc AH này. Không. Vuông góc EAH. Rồi qua đây. Rồi cắt AB tại N. Nhớ đây là vuông nha các em, chỗ này vuông nha. Rồi giờ chứng minh tam giác BMR rồi tam giác màu vàng. Để chứng minh tam giác màu vàng này cân, chúng ta có ba cách tất cả, nhưng bây giờ mình sẽ dùng cách liên quan đến góc nha. Đây đây là B1, đây là B2, đây là góc M1. Đầu tiên bây giờ là chứng minh MN song song với BC trước. Ta có MN vuông góc với A gì? AH. BC cũng vuông góc với gì? AH. Vậy từ đó suy ra MN song song BC suy ra góc B2 bằng góc M gì? M1. Đây là hai góc ở vị trí so này gì? Mà B1 bằng B gì? Lý do. Đúng rồi, do BM là tia phân gì? Tia phân giác. Vậy từ đó suy ra B1 bằng góc nào các em? Bằng M1. Và nó suy ra tam giác nào cân? BNM cân tại đâu? Cân tại N. Đó. Con xe này trên tia đối của tia MN lấy điểm D. Tia MN lấy điểm D nhé. Điểm D đây các em. Tia M đối của tia MN là kéo về phía M nhé. Trên tia đối của tia BN. Tia đối BN là kéo về phía N. Lấy điểm E sao cho MD bằng ME. Và em đánh dấu bằng nhau vào, bằng nhau. Bằng nhau rồi nhé. Bây giờ yêu cầu chứng minh tứ giác này. BMED là hình gì? Hàng cân. Đây. Để chứng minh được này, hình tam cân này, các bạn nhìn này. Đây gợi ý bước làm để về nhà các bạn thực hiện. Rồi bước 1, các bạn chứng minh nó là hình gì trước? Rồi B1 bằng E1. Bây giờ thầy sẽ chứng minh nè. Bước 1, chứng minh cho thầy BM song song với thằng nào? E gì? ED. Bước 2, để chứng minh đó là hình tam cân, chúng ta chứng minh hai góc kề một đáy bằng nhau. Chúng ta chứng minh BM DE là hình tam cân. Hình tam cân. Làm hai bước nha. Và bây giờ thực hiện bước 1 trước. Ta có này. Tam giác BNM cân tại đâu? Cân tại N đúng không? Em sẽ chia được góc B1 sẽ bằng 180 độ trừ góc N chia mấy? Chia 2. Còn nhớ công thức này không? Nhớ không em? Rồi tiếp tục tam giác nào cân nữa, các bạn sẽ chứng minh tam giác N
E, D, cân thể nào? Cân thể nào? Để suy ra được góc E1 bằng gì em? E1 sẽ bằng 180 độ trừ góc N chia mấy? Chia 2. Các bạn tự chứng minh nhé. Rồi đánh đây là một này. Đánh đây là gì? Từ 1 và 2, các em suy ra điều gì? B1 bằng E gì? E1. Từ đó mà B1 đồng vị với thằng nào? E1. Từ đó suy ra BM song song với gì các em? ED. Không có điểm. Mà E1 bằng nào các em? Bằng D1, các bạn tự chứng minh nha. Từ đó suy ra B, M, D, E là hình dạng gì? Hình dạng cân.